sự trở lại chúa có ở đó không đó là tôi đó là những từ truyền qua không khí như tiếng sấm vỗ tay đó là những lời mà những người đã nhìn thấy anh ấy lần đầu tiên nói rằng họ đã nghe to và rõ ràng cứ như thể những lời đó đã vang lên ẩm ý qua một hệ thống radio bên ngoài thị trấn nhỏ của họ điều đó không có người đàn ông đã xuất hiện từ hư không ở chân trời của một ngọn đồi không xa biên giới của thị trấn sa mạc biệt lập của họ ngay trước mặt những người chăn cừu thời hiện đại những người có thể biết ngay rằng anh ta không đến từ khu vực thị trấn hoặc thời gian của họ anh ta là một người lạ có bộ quần áo trông không khác gì những bộ quần áo đã mặc và thấy trong các bộ phim chiếu về thời chúa giê xu họ không thể nhận ra khuôn mặt của anh ấy ngoài bộ râu của anh ấy vì mặt trời chiếu từ phía sau anh ấy chiếu thẳng vào mặt họ ngăn cản tầm nhìn rõ ràng về tất cả các đặc điểm tự nhiên của anh ấy nhưng họ cảm nhận được sức mạnh của anh ấy và điều đó khiến họ phải kinh ngạc khi thi đấu người đàn ông dường như cũng có ánh sáng phía sau anh ta này là ai khi anh ta bắt đầu đi xuống ngọn đồi ngang qua họ mà không nói trực tiếp một lời nào với họ anh ta chỉ nhìn thẳng về phía trước khi đến gần thị trấn cách họ không xa ở dưới chân đồi một thị trấn đã phát triển với tốc độ của riêng mình và vẫn đi sau những phẩm chất của cuộc sống mà những thị trấn hiện đại khác cùng thế giới có những thứ như ô tô và thông tin liên lạc ngày nay vẫn còn khan hiếm và không có khả năng chi trả đó là một thị trấn gần như bị đóng băng trong quá khứ một thị trấn dường như không muốn tồn tại hoàn toàn trong hiện tại một thị trấn mà không rõ vì lý do gì giờ đây sẽ đi đầu trong một sự kiện lớn của thế giới liên quan đến toàn nhân loại kiểu người mystic này đi qua những người chăn gia súc với tốc độ chậm nhưng có chủ ý họ không thắc mắc họ chỉ làm theo và họ cũng vậy không nói lời nào sau đó khi anh đến và bắt đầu đi bộ qua thị trấn có thể thấy rằng mọi người đã bắt đầu ra khỏi nhà của họ như thể họ đã nghe thấy một thông báo và đã được báo trước về việc sắp tới giờ đây họ có thể thấy điều mà hầu hết họ miêu tả là ánh sáng lấp lánh trên khuôn mặt của người lạ mặc dù có ánh mặt trời chiếu vào mắt họ có vẻ như tất cả họ đều có cùng một nhận thức hoặc cái nhìn sâu sắc rằng đây là ánh sáng từ một người đàn ông cuối cùng đã được ban cho cơ hội để anh ta chiến thắng trở về họ đã không hoặc có thể họ đã biết bằng cách nào đó biết rằng đây là sự trở lại của một người nào đó đã ở đây ngay lúc này để đòi lại những gì đã từng là của anh ta trên trái đất khi anh đi qua thị trấn, có những lúc anh sẽ nhấc tay lên khi đi qua người và nhà, rồi với nó như thể đó là một loại cây đũa phép. Đôi khi anh chỉ dừng lại đột ngột và nhìn chằm chằm vào bầu trời như thể chỉ có một mình anh chợt nghe thấy một giọng nói. Những người anh đã đi qua bắt đầu bày tỏ với họ rằng họ cảm thấy nhẹ nhõm, như một cảm giác vui vẻ cũng tràn ngập trong họ. Họ đột nhiên biết và cảm thấy rằng mọi thứ sắp thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Hòa bình và thiện trí sẽ trở lại và cái ác sẽ không còn ngự trị tự do sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu những suy nghĩ và lời nói của nhiều người mà người lạ đã lướt qua chỉ đơn giản là dưới dạng một câu hỏi im lặng là đây có thể nào mặc dù người lạ chưa nói lời nào ngoài những lời người chăn cừu nghe thấy nhưng thực sự không cần phải nghe lời nào khác bởi vì mọi người đều biết ở thời điểm và địa điểm rằng người đàn ông này là một dấu hiệu sống và thông điệp về những gì sắp xảy ra đến tương lai vĩ đại đã được dự đoán trong cuốn sách mà một số người mô tả và nói là cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại cuốn sách giờ đã gần kề và nó đang được đại diện và mang đến cho chúng ta bởi một người đàn ông được theo sau bởi ánh sáng một người đẹp ánh sáng mà nếu đó là ban đêm nó sẽ được nhìn thấy trong nhiều dặm trẻ em và những người khác chạy đến chỗ anh ấy khi anh ấy bước đi nhưng họ sẽ đột ngột dừng lại ngay trước khi trong tầm tay và sau đó họ sẽ đi theo anh ấy như những người khác anh ấy đi vòng quanh thị trấn và khi anh ấy làm điều này mọi người chứng kiến mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt hơn ngay trước mặt họ khi anh ta đi qua người mù người mù có thể nhìn thấy lại khi anh ta đi qua người tàn tật họ đứng dậy đi theo và khi anh ta đến những ngôi nhà của những người nằm liệt giường và sắp chết họ đứng dậy để chào đón anh ta điều này khi anh ta đi qua thị trấn như thể anh ta không phải là một người lạ và như thể anh ta đã biết đường anh ta bắt những con đường sẽ dẫn anh ta trở lại con đường mà anh ta đã vào thị trấn khi đến nơi, anh quay lại và nhìn chằm chằm vào người dân trong thị trấn trong một vài khoảnh khắc trước khi anh lại nhìn lên bầu trời. Sau đó, ánh mắt của anh ta một lần nữa quay trở lại với mọi người trước khi tiếp tục đi ra sa mạc. Thời gian trôi qua là điều ai cũng đoán được vì thời gian dường như ngừng trôi và đang đứng yên trong thị trấn nhỏ nằm trong sa mạc gần như ở giữa hư không. The return, are you there, God? It's me. Those were the words that went through the air like the sound of clapping thunder. They are the words that those that had saw him first said they heard loud and clear. It was as though those words had echoed loudly through a radio system outside of their small town, that had none. The man had appeared out of nowhere on the horizon of a hill not far from the borders of their isolated desert town, right in front of modern day sheepherders who could tell immediately that he wasn't from their area. Town or time. He was a stranger whose clothes appeared to be not unlike. The same as those worn and seen in the movies that showed the time of Jesus. They couldn't make out his face other than his beard because of the sun that shined from behind him, shined right into their faces, preventing a clear view of all his natural features. But they felt his strength and it left them in complete awe. Who was this man that seemed to also have a glow behind him as he started down the hill past them? Without saying one word directly to them, he just looked straight ahead as he got closer to the town that was not far from them at the bottom of the hill. A town that had grown at its own pace and was still behind in the qualities of life that other modern towns on their side of the world had. Things like cars and today's communications were still scarce and were not affordable. It was a town almost frozen in the past. A town that didn't seem to want to totally exist in the present. A town that, for some unknown reason, was now going to be at the forefront of a major world event, concerning all of mankind, this mystic type of man went past the herders at a slow but deliberate pace. They did not question, they just followed and they too spoke no words. Then, as he reached and started walking through the town, it could be seen that the people had already begun to come out their homes, as if they had heard an announcement and had been told of the coming. They could now see what most of them would have described as a gleam on the stranger's face despite the sun in their eyes. It appears they all had the same sense or insight that this was a gleam from a man who was finally given his chance to make a triumphant return. They didn't, or maybe they did, somehow know that this was the return of someone that was here now at this very moment to reclaim what was his on earth. As he walked through the town, there were times when he would sometimes lift his hand as he passed people and houses. Then wave it as though it was some sort of wand. Sometimes he just stopped suddenly and stared into the sky as though he alone had suddenly heard a voice. The people he had passed began to express among themselves that they had felt relief, as a sense of joy also filled them. They suddenly knew and felt that things were about to change for the better. Peace and goodwill were going to come back and evil was no longer going to have free reign, it would not have been surprising if the thoughts and words of the many that the stranger had passed, had just simply been in the form of a silent question. Was this? Could this be? Even though no words were yet said by the stranger other than the words heard by the sheepherders, no other words really needed to be heard, because everyone knew at this time and place that this man was a living sign and message of what was about to come. The great future that was predicted in the book that some describe and say is the greatest book of all time, the Book of Books. Was now near, and it was being represented and brought to us by a man being followed by a light, a beautiful light that if it was night, it would be seen for miles. Kids and others ran up to him as he walked, but they would suddenly stop just before getting within arm's reach, and then they would just follow him like everyone else was. He made his way around town, and as he did this, people witnessed things that did change for the better, right in front of them. As he passed the blind, the blind was able to see again, as he passed the crippled, they got up and followed, and as he came upon the houses of the bedridden and dying, they rose to greet him. This, as he made his way through the town as though he wasn't a stranger and as though he already knew the way. He took the routes that would lead him back to the street on which he had entered the town. When he reached it, he turned and stared at the people of the town for what seemed to be a few moments before he again looks up into the sky. After this, his stare once again returned to the people before continuing his way out to the desert. The time that passed was anybody's guess because time seemed to have stopped and was standing still in this little town that was in the desert, almost in the middle of nowhere.